về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện anh, tải ngay về danh. Đọc hiểu văn bản, những phát minh tình cờ và bất ngờ. Những huyền thoại sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lắm, vì không ngờ chúng lại được tạo ra trong những hoàn cảnh có một không hai như vậy. Một số nhà khoa học phải cống hiến cả cuộc đời họ để phát minh ra một công cụ, phương pháp đột phá mang tính cách mạng cho những vấn đề mắc phải trên thế giới trong hàng thế kỷ. Thế nhưng cũng không hiếm những trường hợp đơn thuần bằng một cách nào đó đã vô tình chạm tay vào vinh quang, cho ra đời những phát minh vĩ đại mà đến nay vẫn còn được áp dụng rộng rãi. Dù bằng phương pháp nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì tựu chung lại, chúng đều có chung mục đích là xây dựng, kiến thiết nên một thế giới tốt đẹp hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số phát minh tình cờ trong quá khứ, nhưng kết quả thì bất ngờ không kém. 1. Đất nặng. Nhà phát minh Joseph McVicker ở Ohio, Mỹ. Mục đích ban đầu, những năm đầu thập niên 1950, công ty của Vicker đã chế tạo thành công một loại bột đất sét đặc biệt có công dụng loại bỏ các vết đen do bùng hóng gây ra trong những căn nhà sử dụng than củi để nấu nướng và sưởi ấm. Nhưng theo những số liệu từ báo Christian Science Monitor, người dân đã sớm có xu hướng chuyển đổi từ loại hình than củi sang sử dụng ga, dẫn đến nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng cho công ty. Diễn biến và kết quả. Vicker khi đó nhớ lại bài học ngày xưa được chị ông dạy cho về việc sử dụng những chất bột nhão để mô phỏng độ dẻo của đất sắt. Và cuối cùng vào năm 1957, với quyết định đúng đắn của mình, biến thiết kế trên trở thành một loại đồ chơi cho trẻ em với nhiều màu sắc hấp dẫn, ông đã giúp mang lại cho công ty hàng triệu đô la Mỹ. 2. Kem que. Nhà phát minh Frank Epperson khi mới 11 tuổi. Mục đích ban đầu, năm 1905, trong khi đang vui chơi cùng gia đình ở sân sau tại San Francisco, Epperson vô tình dùng một chiếc que trộn bột soda khô và nước lại với nhau trong một chiếc cốc để đùa nghịch. Sau đó bỏ quên đống hỗn độn ấy bên ngoài và trở vào bên trong nhà. Diễn biến và kết quả. Sáng hôm sau, Epperson phát hiện ra một que kẹo băng. Ở đó, cậu bé đã đặt tên cho sản phẩm này theo tên của chính mình, Epperson, rồi dần dần que và làm nó cho các bạn cùng trang lứa, cho đến cả những đứa con của mình sau này, những đứa trẻ khi ấy, gọi tên chiếc que của cậu là Popsico, vì được làm từ soda nên khi nếm sẽ có hiện tượng nổ li ti. Vào năm 1923, Epperson đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế này, chính thức đánh dấu sự ra đời của kem que, sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại mỗi khi mùa hè đến. 3. Lát khoai tây chiên. Nhà phát minh Jack Crum, đầu bếp tại một nhà hàng ở Saratoga, New York, Mỹ. Crum khi ấy đang cố gắng phục vụ món khoai tây Pháp cho một khách hàng đặt vào mùa hè năm 1953. Diễn biến và kết quả. Khách hàng đó liên tục gửi trả lại món ăn đã phục vụ, yêu cầu phải thái lát mỏng hơn và giòn hơn nữa. Crum đã mất bình tĩnh, cắt lát khoai mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn rồi chiên chúng sao cho khô cứng nhất có thể. Ông không ngờ là rất nhiều người thích nó và đã đặt mua rất nhiều. 4. Giấy nhớ. Nhà phát minh Spencer Silver và Art Wright làm việc tại một phòng thí nghiệm. Mục đích ban đầu, năm 1968, Silver tạo ra một chất dính tạm trong phòng thí nghiệm nhưng không biết sử dụng nó vào việc gì. Diễn biến và kết quả. Điểm đặc biệt của chất dính chế tạo bởi Silver là bạn có thể dính một vật có trọng lượng nhỏ lên nó, một mảnh giấy chẳng hạn, dính lên hoặc bỏ đi khỏi bề mặt mà không làm hư hại gì cả. Hơn nữa, độ dính của chất được sáng chế ở trên kéo dài rất lâu, có thể được dùng dán lại nhiều lần. Tuy nhiên, bạn cố gắng tìm kiếm ứng dụng thật sự trong đời sống của sản phẩm này vào thời điểm đó vẫn chưa có kết quả. Vài năm sau, đồng nghiệp của ông, Art Wright, vốn đang bực tức vì không thể tìm ra cách gì để dán một số giấy tờ lên cuốn sách hợp cạ của mình tại nhà thờ.
Và từ đó, ý tưởng lớn gặp nhau, giấy nhớ đã được ra đời, dù phải đến năm 1980 mới trở nên phổ biến. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.